Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt. Việt là đại diện kinh doanh của Saigon Ford. Và nếu như mọi người có nhu cầu tìm hiểu hay là mua bất cứ những dòng xe Ford nào đang có ở đây thì đừng ngần ngại liên hệ giúp Việt qua số hotline Việt để ở dưới góc bên trái màn hình để có thể nhận tư vấn, nhận được báo giá và hỗ trợ một cách tốt nhất nha. Và trong video ngày hôm nay sẽ là một chủ đề và Việt nghĩ là nó sẽ được nhiều người quan tâm vào thời điểm cuối năm này, tức là có nên mua chiếc Ford Explorer vào thời điểm cuối năm 2024, đầu năm 2025 hay không? Tại vì theo một số nguồn tin ở trên mạng thì chiếc Ford Explorer, cái mẫu đứng ngay cạnh Việt đây, được ra mắt vào năm 2021, đầu năm 2022, thì chuẩn bị nó sẽ có một phiên bản facelift mới ra mắt để thay thế cái mẫu này. Thế thì rất nhiều câu hỏi, rất nhiều người quan tâm và thắc mắc rằng vậy bây giờ nếu như tôi mua chiếc xe này thì tôi sẽ được cái gì và mất cái gì? Thì trong video ngày hôm nay Việt sẽ giải đáp cái câu hỏi đó cho mọi người. Nếu như mà chúng ta sở hữu chiếc Ford Explorer vào thời điểm hiện tại, cuối năm 24, đầu năm 25 thì chúng ta sẽ được gì và mất gì nha. Đầu tiên là chúng ta hãy nói về những cái mất trước. Cái mất đầu tiên mà ai cũng có thể nhìn thấy, ai cũng quan tâm, đó chính là chúng ta sẽ mất đi một cái đời xe. Thì chiếc Ford Explorer đứng ngay cạnh Việt đây, nó là thế hệ thứ 6, được ra mắt tại thị trường Mỹ vào cuối năm 2020, đầu năm 2021 và được giới thiệu ở thị trường Việt Nam vào đầu năm 2022. Thì thực ra thì nó mới chỉ bán ở trên thị trường Việt Nam đâu đó khoảng 2 năm nay thôi. Tuy nhiên sắp tới ở bên Mỹ nó sẽ cho ra một cái phiên bản facelift. Thì thành ra nếu như bây giờ chúng ta mua chiếc xe với thời điểm hiện tại thì chỉ khoảng vài tháng sau, cho đến từ nửa năm cho đến một năm sau thôi, phiên bản mới được ra mắt, thì mọi người sẽ thấy hơi luyến tiếc đúng không? Tại vì vừa mới mua xong nó lại ra mắt phiên bản mới. Nhưng đây là điều được dự đoán trước nha, chứ không phải là chúng ta mua xong rồi hãng bịt thông tin rồi lúc đấy hãng mới cung cấp thông tin phiên bản mới. Thì cái điều này chúng ta hoàn toàn có thể dự định được. Thì ở cái phiên bản facelift mới này sẽ có một số những cái chi tiết thay đổi lớn mà Việt nhận được thông tin. Ví dụ như là cái mặt ca lăng nó sẽ thiết kế theo một cái hình dạng khác một xíu. Về mặt tổng thể khung gầm, kích thước động cơ hộp số, nền tảng khung gầm thì nó vẫn giữ nguyên như cái thế hệ hiện tại, nó vẫn là thế hệ thứ 6 thôi. Nhưng mà nó chỉ là cái phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Nó thay đổi một số những cái nhỏ nhỏ thôi mọi người ạ. Đây, đầu tiên là cái mặt ca lăng. Thứ hai là ở phía bên trong màn hình, nó sẽ sử dụng một cái màn hình cỡ lớn hơn. Đó, nó không phải là cái màn hình giải trí 8 inch giống như thời điểm hiện tại, nó đang hơi nhỏ so với kích thước to bự của chiếc xe nữa. Cái thứ ba nữa đó chính là nó sẽ được nâng cấp lên hệ điều hành Sync 4A, tức là chúng ta có thể kết nối với 4Pass của xe để có thể để nổ từ xa, để có thể khóa cửa, mở cửa, định vị, vân vân. Đó là một trong những cái điểm thay đổi Việt cho là nó đáng kể nhất ở trên cái thế hệ mới. Ngoài ra còn một số những tiểu tiết nhỏ khác nữa thì lúc đấy phải đợi khi phiên bản mới nó về Việt Nam thì mình mới nắm được thông tin. Đó. Còn đây, như Việt có nói thì cái mất nhiều nhất, cái mất đầu tiên là chúng ta sẽ mất đi một đếch xe. Nếu chúng ta mua thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ sở hữu một cái phong cũ. Cái mất thứ hai đó chính là chúng ta phải bỏ ra một số tiền là trên 2 tỷ để có thể lăn bánh được chiếc Ford Explorer này. Nhưng mà nó lại thiếu đi một số những tính năng, lẽ ra là cái số tiền này nó phải có, nó phải được cao cấp hơn là như thế. Việt nói ví dụ như là cái cụm đèn hậu phía sau nó đang còn là sử dụng những cái bóng halogen, nhìn nó chưa thực sự là bắt mắt, nó chưa phải full LED, nó chưa thực sự là cao cấp. Ví dụ như là bộ mâm của xe nó cũng đang còn hơi hiền, mặc dù kích thước của nó thì đủ to để phù hợp với tổng thể to con của chiếc xe, nhưng mà cái thiết kế của nó thì nhìn nó còn hơi đơn giản, nó còn hơi hiền. Mình cần nó phải cao cấp hơn, mình cần nó phải phức tạp hơn một xíu nữa, mình cần nó phải đẹp hơn một xíu nữa. Rồi ở phía bên trong thì cái màn hình như hồi nãy mình vừa nói nó đang còn quá nhỏ. Lẽ ra ở cái tầm tiền mà trên 2 tỷ này thì chúng ta đòi hỏi tới cái màn hình nó như thế nào luôn rồi. Nó phải là màn hình đôi nối liền hoặc là màn hình 10 inch trở lên. Thậm chí là chiếc Ford Everest, những cái phiên bản cao cấp titanium ấy thì nó sử dụng cái màn hình tới 12 inch rồi mọi người ạ. Đó, còn chiếc xe này thì vẫn đang cứ sử dụng cái màn hình 8 inch. Nó còn quá nhỏ so với tổng thể thiết kế của chiếc xe. Rồi là những cái phần ví dụ như là băng ghế sau, nó đang còn chưa được ngồi, nó còn chưa được thoải mái. Cái cấu hình 3 ghế theo cái tỷ lệ 35-30-35 nó thực sự là đang không phù hợp với cái giá tiền mà chiếc xe này mang lại. Rồi hai cái ghế đầu tiên nó sẽ không có tính năng massage này kia vân vân. Tức là với cái tầm tiền này thì mình đòi hỏi chiếc xe nó cần phải có những cái option nó mang tính hưởng thụ hơn là những cái option như Việt mới liệt kê. Đó, nó đang còn hơi đơn sơ. Và cái mất thứ ba đó chính là chúng ta không có quá nhiều những cái lựa chọn, những cái cấu hình về phiên bản khác nhau.
ở thị trường Việt Nam mình. Thực ra chiếc xe này ở thị trường Mỹ nó được phân phối từ đâu đó 3 đến 4 cấu hình phiên bản khác nhau với nhiều loại tùy chọn động cơ khác nhau, từ 2.3 EcoBoost cho đến 3.5 V6. Đó, nó rất nhiều những cái tùy chọn động cơ cũng như là những cái cấu hình nội thất bên trong, cấu hình nội thất 7 ghế, cấu hình nội thất 6 ghế, rồi là màu chọn, màu nội thất là màu kem, màu đen, màu nâu này kia, mình thấy nó nhiều lắm. Nhưng ở thị trường Việt Nam mình thì nó chỉ bán duy nhất là cái phiên bản 2.3 lít EcoBoost Limited. Lý do là cái phiên bản này nó phù hợp với những cái chính sách thuế của chính phủ Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Nó không bị đội giá của chiếc xe lên quá cao. Còn nếu như chúng ta nhập những cái phiên bản cao cấp hơn như kiểu Platinum về ấy, thì giá của nó Việt nghĩ nó sẽ nằm đâu đó loanh quanh khoảng tầm 4 tỷ đồng. 4 tỷ thì thực sự là rất rất khó bán ở thị trường Việt Nam mình. Tại vì lên đến tầm 4 tỷ rồi thì chúng ta sẽ có rất rất nhiều những sự lựa chọn khác nữa, chứ không phải là cái logo Ford với chiếc Ford Explorer này. Và cái mất cuối cùng, thực ra Việt không cho cái này là cái mất, mà nó chỉ là một cái gì đấy liên quan đến mặt tâm lý thôi, chia sẻ với mọi người thôi. Chứ còn có những người Việt nghĩ là sẽ không lăn tăn về vấn đề này đâu. Đó chính là chúng ta sẽ bị phải trả lời nhiều câu hỏi. Tại sao lại như thế? Tại vì khi chúng ta bỏ ra tầm trên 2 tỷ để lăn bánh mẫu xe này thì bạn bè, người thân, người quen ấy sẽ đưa ra chúng ta rất nhiều câu hỏi. Tại sao tầm tiền này rồi không mua BIM đi, không mua Mac đi, không mua Volkswagen đi này kia vân vân. Chúng ta phải đi trả lời rất nhiều câu hỏi đấy. Việt nghĩ thì thực ra ấy, tất cả những cái xe rồi tất cả những sự lựa chọn nó đều có mục đích sử dụng chính đáng hết. Ví dụ như chúng ta mua cái xe này, nếu như mà mọi người thấy nó đúng với mục đích và cái nhu cầu sử dụng ấy, thì nó sẽ lại là rất hay, nó sẽ lại là rất được. Và những cái được đó là những cái gì thì mời mọi người cùng tìm hiểu phần 2, là những cái được khi chúng ta sở hữu mẫu Ford Explorer này vào thời điểm cuối năm 24, đầu năm 2025. Đến với cái được đầu tiên, Việt muốn nói đến ngay đầu tiên, ở ngay đầu video này luôn, ở ngay cái việc được cái gì luôn, đó chính là cái này mọi người ạ. Trái tim của Ford Explorer. Đây là cái điều, cái điểm mà mình muốn nói đến nhiều nhất, mình muốn chia sẻ đến mọi người nhiều nhất, nhưng cũng là cái điểm khó nói nhất. Nó khó cảm nhận được qua video, nó khó cảm nhận được qua mặt hình ảnh. Cái này thực ra nó cần cái sự trải nghiệm, nó cần cái trải nghiệm thực tế thì nó sẽ hay hơn rất rất nhiều. Còn nếu như chúng ta nghe qua video, chúng ta nhìn qua hình ảnh, chúng ta nhìn qua những con số thì chúng ta sẽ thấy nó rất rất bình thường, nó rất rất là tầm thường. Tại vì những cái con số này nó xuất hiện nhan nhản ở đâu đó trên thị trường, thậm chí là những cái mẫu xe giá rẻ đến từ Trung Quốc nó cũng sẽ có những cái con số kiểu như 300 mã lực rồi 500 Nm moment xoắn này kia, hộp số 7, 8 cấp, 10 cấp này kia vân vân. Chúng ta sẽ thấy rất rất nhiều. Đó, nhưng mà Việt lại muốn đi sâu vào cái vấn đề này. Tại vì khi mà chúng ta bỏ ra cái tầm tiền trên 2 tỷ rồi thì ngoài những cái giá trị là chiếc xe nó phải to, phải đẹp ra, thì nó còn cần phải mang lại một cái giá trị cảm xúc rất cao nữa cho cái người cầm lái, cho cái người vận hành, cho chủ xe nữa mọi người ạ. Thì đầu tiên Việt muốn nói đến là cái động cơ. Cái động cơ của chiếc Ford Explorer này được sử dụng khối động cơ 2.3 lít EcoBoost. Nó sử dụng chung động cơ với chiếc xe thể thao là Ford Mustang. Mọi người nghe không nhầm đâu, nó sử dụng chung động cơ với chiếc Mustang. Đó, và cái hộp số của nó là hộp số tự động 10 cấp, lên tới 10 cấp và rất là thông minh. Thì hai cái yếu tố này nó kết hợp lại với nhau, nó sẽ cho ra cái công suất cực đại của chiếc xe này lên tới 300 mã lực, và cái moment xoắn cực đại của nó đâu đấy khoảng tầm 500 Nm moment xoắn. Thì cái con số này như Việt nói hồi nãy ấy, thực ra nó, nếu như mọi người nghe trên mặt thông số, mọi người sẽ thấy nó rất rất bình thường. Nhưng khi kết hợp với một số yếu tố nữa Việt chia sẻ ở dưới đây. Đầu tiên là cái động cơ này nó được đặt dọc, thì chiếc xe này nó sẽ thiên cầu sau. Đây là một chiếc xe sử dụng hệ thống dẫn động là hai cầu toàn thời gian, tức là lúc nào bốn bánh nó cũng chuyển động hết. Nhưng cái máy đặt dọc như thế này thì nó sẽ thiên cầu sau hơn, và cầu sau nó sẽ là cái cầu chính để dẫn động chiếc xe này, còn cầu trước thì nó chỉ là phụ thêm thôi. Đó, thì thành ra là cái khả năng vận hành, cái sức kéo của chiếc xe này rất rất tốt, rất rất tốt. Và cái khả năng tăng tốc khi chúng ta tăng tốc ở những giải tốc tầm trung trở lên ấy, nó cực kỳ nhanh gọn, nó cực kỳ nhanh lẹ. Đó, và mọi người sẽ để ý thêm nữa những chi tiết cao cấp nữa, kiểu như là những cái thanh cân bằng, đó, nó nối liền hai cái trụ của hệ thống treo ở đây. Nó sẽ giúp cái thân xe nó ổn định hơn khi chúng ta đi vào những cung đường xấu, hay chúng ta cua gắt, chúng ta đi vào những đoạn đường cua này kia.
mọi người có xem phim Mỹ ấy, mọi người để ý là cảnh sát Mỹ là đi chiếc Explorer rất là nhiều. Đa phần là cảnh sát Mỹ sẽ đi Explorer, và những cái pha, những cảnh mà truy đuổi tội phạm ở trên phim ấy, toàn bộ những cảnh đấy là những cảnh lái xe thật. Và chiếc Explorer này nó vận hành một cách cực kỳ ngọt, nó vào cua cực kỳ ngọt luôn đấy. Mặc dù nó là một mẫu SUV, một mẫu xe gầm cao, nhưng mà cần những cái pha tăng tốc hay là truy đuổi với tốc độ cao rồi là cua gấp này kia ấy, nó vận hành cực kỳ ngọt. Đó, nhờ những cái yếu tố như Việt nói về hệ thống treo, về cái khả năng vận hành, về hệ thống dẫn động cũng như là động cơ hộp số này kia, tất cả những cái yếu tố nó kết hợp lại, nó mang lại cho chiếc xe này một cái cảm xúc, một cái khả năng vận hành cực kỳ hay. Và cái này như Việt nói lại, nếu như mà nghe qua những cái lời mình nói ở trên video ấy thì nó rất là hơi vô nghĩa. Chúng ta cần phải có những cái sự trải nghiệm thực tế. Thì rất tiếc là bên mình lại không có một cái mẫu xe lái thử về chiếc Explorer này để có thể cho mọi người lái thử. Nhưng mà mọi người tin về đi, khi chúng ta đã sở hữu em nó về rồi ấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy hối hận về cái khả năng vận hành của nó đâu. Nó lái rất là hay, nó lái cực kỳ hay luôn. Cái vô lăng của nó được trợ lực điện và có biến thiên theo tốc độ. Khi chúng ta di chuyển ở những giải vận tốc thấp ấy, nó rất là mềm mại, nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà khi chúng ta cần sự thể thao, chúng ta cần cái sự cứng chắc ở những cái vận tốc cao, nó cũng sẽ tự động, nó siết cứng lại để chúng ta vào cua, chúng ta đánh lái nó sắc lẹm hơn, nó cứng chắc hơn, nó vững xe hơn. Đó, thì chiếc xe này nó làm rất rất tốt về cái khả năng vận hành mọi người ạ. Thì đây là cái điểm được. Và Việt nghĩ là trong cái tầm giá loanh quanh khoảng 2 tỷ thì chắc là sẽ không có chiếc xe nào lái hay hơn chiếc Ford Explorer. Việt dám cá như vậy. Cái được thứ hai đó chính là chúng ta sẽ được thừa hưởng toàn bộ tất cả những cái công nghệ hỗ trợ lái hiện đại của Ford nằm ở trong chiếc Ford Explorer này. Đó chính là gói công nghệ hỗ trợ lái Ford Co-Pilot 360. Ford ấy, thì từ xưa đến nay cũng rất là nổi tiếng về cái việc mà an toàn trên xe, thì cái này ai cũng biết rồi. Mà chiếc Ford Explorer này thì nó trang bị được hầu như là không thiếu bất cứ một cái tính năng liên quan đến an toàn nào cả. Tất cả những tính năng an toàn của nó hỗ trợ chúng ta lái xe một cách an toàn thì nó đều có đầy đủ. Việt liệt kê ra một số những cái tiêu biểu, đó chính là đây, mọi người sẽ thấy ở phía dưới này, nó sẽ có cái radar này. Cái radar này nó sẽ giúp cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, ga tự động có giữ khoảng cách an toàn với xe phía đằng trước này. Ở phía trên kính này nó sẽ có camera để đọc làn đường này. Rồi là ở phía đầu xe thì nó được trang bị 4 cảm biến này. Hệ thống đèn cũng sẽ là hệ thống đèn thông minh, tức là nó sẽ tự động pha cốt đó để không làm chói mắt cái xe đi phía đằng trước này. Tự động bật tắt thì là điều đương nhiên rồi. Ở đầu xe cũng có camera 360 này. Đó. Rồi ở trên gương thì chúng ta sẽ được là trang bị là cảnh báo điểm mù này. Rồi toàn bộ hệ thống khung xe thì được gia cường bằng thép boron, là cái thép siêu bền, siêu cứng, siêu nhẹ, được NASA sử dụng trong công nghệ chế tạo tàu vũ trụ như Việt có nói ở trong nhiều video rồi đó. Nó sử dụng chung cái hệ thống cái thép này với cái xe Volvo đó mọi người. Cho nên là cái hệ thống khung gầm cực kỳ cứng vững. Đó, rất rất nhiều những tính năng an toàn có ở trên chiếc xe này mà mọi người có thể yên tâm khi chúng ta mua về, chúng ta sử dụng, chúng ta lái xe. Đó. Cái điểm được thứ ba đó chính là chúng ta sẽ được sở hữu một cái mẫu SUV cỡ lớn. Thực ra nói SUV thì nó sai, nó không đúng với cấu hình của chiếc xe này đâu. Đúng ra thì nó phải là mẫu CUV, tại vì đây là một chiếc xe khung gầm liền khối, chứ nó không phải là một mẫu xe khung gầm rời giống như là Ford Everest. Đó, chúng ta sẽ có một cái mẫu CUV cỡ lớn, rất rất lớn. Đây, Việt cao 1m8, mình đứng cạnh cái xe, thật sự là mình cảm thấy nhỏ bé với cạnh chiếc xe đâu mọi người ạ. Đi từ cuối xe đến đầu xe mọi người thấy, nó dài thường thượt luôn. Cái trục cơ sở của chiếc xe này lên tới 3m, trục cơ sở 3m. Và đương nhiên, cái khoang bên trong nội thất nó cũng sẽ rất là rộng rãi, đủ cho 7 đến 8 người ngồi một cách tương đối thoải mái. Đó, và chúng ta sẽ có những cái tính năng cao cấp mà một cái mẫu xe cỡ lớn này nó mang lại. Việt nói ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng để đè nổ từ xa chiếc xe này. Ở bên trong thì chúng ta tài xế cũng sẽ có những cái nhớ ghế này. Chúng ta sẽ có vị trí nhớ ghế, loa B&O, hệ thống loa B&O 12 loa xung quanh xe này, đèn nội thất này kia này, vân vân. Rồi hệ thống điều hòa tự động độc lập hai vùng trái phải này. Rồi là phía băng ghế sau chúng ta sẽ có cái màn hình tựa đầu như này này. Đó, đây là những cái điểm mà nó thường nó chỉ xuất hiện ở trên những cái mẫu xe cao cấp thôi. Rồi kính của nó sẽ là kính chống ồn. Đó, kính hai lớp này. Kính ở phía trước cũng là kính chống ồn cao cấp này. Đó, vân vân, rất nhiều những cái tính năng hay ho mà thường chúng ta sẽ chỉ thấy ở trên những cái xe mắc tiền thôi. Thì đương nhiên chiếc xe này nó mắc tiền rồi và nó cũng sẽ được trang bị những tính năng kiểu như thế. Rồi là phía bên kia nó cũng sẽ có một cái dãy mã số nữa để trong trường hợp chúng ta quên chìa khóa, đó, chúng ta có thể vào xe chúng ta lấy đồ được, chúng ta có thể mở cửa chúng ta lấy đồ được. Đấy là những cái tính năng rất là hay
và rất là thông minh của Ford Explorer. Thực ra ấy, cái video đánh giá chi tiết chiếc xe này thì mình đã có rồi. Mình sẽ để cái đường link ở phía dưới phần mô tả để cho những ai chúng ta thực sự quan tâm mẫu xe này, chúng ta tìm, chúng ta xem lại. Còn trong video này ấy, thì Việt chỉ tập trung nói vào những cái điểm nổi bật cũng như là những cái yếu tố quan trọng để giúp mọi người trả lời đến câu hỏi là có nên mua chiếc xe này vào thời điểm hiện tại hay là không thôi. Điểm được cuối cùng mà Việt nghĩ nó rất là quan trọng với cái nhu cầu mua sắm của mọi người vào thời điểm hiện tại, đó chính là mức giá. Thì Explorer này đã có một đợt điều chỉnh giá từ 2 tỷ 439 triệu xuống giá hiện tại bây giờ là 2 tỷ 099 triệu. Và Việt tin chắc rằng trong thời gian tới, chiếc xe này sẽ có được điều chỉnh giá bán thấp hơn giá hiện tại để làm sao kích cầu và đưa ra những cái chương trình ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn để cho những ai đang quan tâm mẫu xe này có thể sở hữu em nó với một cái mức giá hời nhất, hợp lý nhất. Giống như mọi người nhớ lại thử cái thời điểm năm 2020, cái thế hệ thứ 5 chuẩn bị sang thế hệ thứ 6, thì Ford đã điều chỉnh cái giá xuống còn 1 tỷ 999 triệu và tặng 5 năm bảo hành, 5 năm bảo dưỡng và 5 năm cứu hộ miễn phí. Đó, đây là một cái mức giá rất là hời đối với một chiếc xe SUV cỡ lớn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ này. Và trong cái tầm phân khúc giá đó thì bây giờ hiện tại Ford Explorer đang là chiếc xe và Việt nghĩ là có mức giá đẹp nhất ở trong phân khúc so với những cái mẫu xe của những hãng khác, ví dụ như là Land Cruiser Prado. Một chiếc Land Cruiser Prado bây giờ chúng ta mua là có thể mua được hai chiếc Explorer này rồi. Đó, rồi như là Volkswagen Seromon này kia vân vân, thậm chí là Villoran là một phân khúc khác nhưng nó cũng chung tầm giá, nhưng mà Villoran có mức giá nhỉnh hơn một chút xíu so với Explorer. Đó là trong cái tầm giá khoảng 2 tỷ đồng. Nếu chúng ta mang ra chúng ta lựa chọn ấy, thì Explorer Việt nghĩ thời gian sắp tới nó sẽ là một món tương đối hời về mức giá. Và đó là những chia sẻ của Việt về quan điểm của Việt về những cái mất và những cái được khi chúng ta mua chiếc Ford Explorer này vào thời điểm cuối năm 2024, đầu năm 2025, và một cái thời điểm Việt cho là tương đối nhạy cảm khi mà những cái thông tin liên quan đến chiếc xe này chuẩn bị ra mắt phiên bản facelift, chuẩn bị ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Và như Việt có phân tích, ngoài những cái điểm mất là chúng ta sẽ phải đương nhiên là chịu thua thiệt đi một cái đời xe, tuy nhiên những cái được như mà Việt có liệt kê ra ấy, thì Việt nghĩ rằng Ford Explorer nó vẫn có những cái giá trị sử dụng rất là tốt, rất là riêng của nó. Nó là một mẫu xe SUV cỡ lớn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Nó mang lại những cái giá trị, những cái cảm xúc cho người lái, những cái khả năng vận hành cực kỳ là ưu việt, cũng như là những cái công nghệ an toàn ở trên xe nó rất là đầy đủ và nó rất là hiện đại so với cái phân khúc này. Mà mọi người nghĩ sao về chiếc xe này? Nếu như mọi người có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về Ford Explorer hay bất cứ những dòng xe Ford nào khác, đừng ngần ngại liên hệ giúp Việt qua số hotline Việt để dưới góc trái màn hình để có thể nhận được hỗ trợ, nhận tư vấn và báo giá một cách tốt nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.